là Đà Lạt náo nhiệt nha mọi người. Đó, em có chụp hình này chụp đi. Đây, xe phải đậu về nè các bạn thấy không? Đó. À, đông quá phải đậu về nha các bạn ha. Nắng ấm, nắng ấm. Nay trời trời mát. Có nắng. Đó, hai thầy trò tôi giờ đến đây rồi cho tập chụp xe. Ok, quá đông luôn rồi. Bên kia đông rồi, chút mình qua bên đó không biết sao. Chút quá em móc đuôi xe vô hết. Không, rồi lấy đầu ra. Đây, các bạn thấy không? Đà Lạt. Kỷ niệm Đà Lạt. Rồi, cái bài này là gọi là bài móc đuôi xe xuống nè. Móc đuôi xe xuống ha, là cho cái xe nó sẽ sát vô đây và đưa cái đầu đi ra để mình đi ra dễ hơn. Chứ bạn lùi xuống cũng được, nhưng mà mình móc sát vô, rồi cái đầu nó sẽ di chuyển bên kia, mình sẽ di chuyển ra nó dễ hơn nha các bạn ha. Rồi, lên xe đi em rồi mình đi. Ok. Lái qua bên trái rồi mình dè xuống ha. Thì cái đuôi xe mình sẽ cụp vô trong đây. Thì cái đầu xe mình sẽ di chuyển ra. Các bạn thấy không? Đó. Rồi. Rồi được rồi. Coi chừng cái lề nữa nha, chứ không phải là muốn dè là dè nha. Cái lề nó hơi cong các bạn thấy không? Dài mở xe nhanh phải. Rồi cái di chuyển dần dần ra, xe hơi đông. Đó. Chợ đông lắm nha các bạn ha. Rồi ok. Cái từ từ lại lại ra. Đó. Dạ. Các bạn thấy bổ túc không? Rồi, dạ, đi. Rồi, dạ, đi. Trả lại bớt cái chân dướng, cái đuôi mình dài nữa. Đúng không? Cái đuôi xe mình đã dài ha. Dạ. Rồi, ok. Rồi, lăn bánh thôi. Đúng rồi, đánh một tay với ai. Đó, đúng rồi, kéo thoải mái. À, đang hướng dẫn cho bạn đánh một tay ha. Trên này em vô cua gắt á, mình mới đánh hết là mình đè cái lòng bàn tay xuống, còn bây giờ mình cứ kéo cua lần ha. Đó, tốt. Thấy không? Các bạn bô cua ít đó thì các bạn cứ kéo cua lần, cầm cua lần kéo đẩy lên đẩy xuống. Rồi, em di chuyển giống như xu đó. Rồi dừng lại em, dừng lại. Người ta gài số dè đỏ là thắng, trắng là lùi, hai bên đang khẩn cấp. À, các bạn lưu ý nha, đỏ thắng trắng lùi nha. Nó đang gối đội hình ông 72 này, ông định chui vô đây nè mà không biết ông làm cái gì. À, chú 72 đang kiếm chỗ đậu. Rồi em mở xi nhanh trái luôn đi. Rồi di chuyển qua. Đó. Lấy gọng ra luôn. Đó. Ngón trước từ từ. Rồi di chuyển. Coi chừng xe taxi bên trái. Taxi nó không nhường mình đâu nha em ha. Từ từ coi kìa, coi kìa. Rồi em đi. Ôi. Đi. Công 72 này em chán thiệt chứ. Rồi em ngó bên trái. Cứ nhích nhẹ nhẹ lên, rồi trả nó lại dần dần. Nữa, đúng rồi, trả nữa. Gà thân là bớt.
nữa. Rồi ông kia cũng cũng đang ve, không nghiêng qua phải dần dần từ từ. Rồi anh lui lại đi em đẩy hai ơi, anh lui nhẹ lại cái. Rồi lấy đầu qua, lấy đầu qua phải, đánh nhiều quá em, đánh nhiều qua bên phải chứ đâu phải mình đậu đó em. Trời ơi người ta đang ve mà. Rồi nhớ giùm thầy thấy không, đỏ là thắng trắng là lùi nha, bóp kèn nó cái. Rồi nhẹ từ từ thôi, từ từ thôi em, bóp kèn cái. Từ 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 em, cái không gấp để cho người ta lên cái ha, đầu xe mình dài. Rồi nghiêng qua dần dần, đúng rồi, ok. Rồi nghiêng qua trái, nhớ nha, người ta đang ve là mình phải cẩn thận thấy không. Các bạn thấy chưa, có nhiều trường hợp đã lắm, hồi nãy mình đậu đó miễn phí đâu có tốn tiền. Rồi nhớ, em thấy không, thấy người ta đang lui không, tự nhiên đưa đầu lên nữa dướng sao. Đầu xe đang lành lạnh thấy không, đừng để chạy ổn. Rồi em ôm dòng xiến nha, các bạn có những cái trải nghiệm ha. Giao thông đồng thành phố Đà Lạt đông đúc, cuối tuần đây là chủ nhật nha các bạn ha. À rồi chuẩn bị hôm qua tuần là hẹn một anh ra đây nữa nha, mở xin nhanh trái chưa. Rồi em di chuyển đi thẳng bên kia luôn, trái như cho em, nghiêng vô dần dần, đúng rồi, ngó hai bên hơi căng thẳng chút xíu nha, đúng rồi. Đúng rồi, đi theo giống xe khách đó, rồi sau mình mở xi nhan phải vậy thôi, đi lên nữa chút nữa rồi em mở xi nhan phải, đúng rồi, tiếp tục dần dần vô. Rồi ok, ngó trước kìa, ngó trước đừng, rồi đi trước cái cô đó heo, cổ dừng lại thấy không, em không để ý ha. Mình qua quán Nhật Nguyệt luôn đi, tại cái quán nó gần bờ hồ, với nó hai nữa mình có chỗ đậu xe. À, mấy quán kia giờ đông quá rồi. Đây cái khung cảnh bờ hồ các bạn thấy không. Đó, đây là bài ghép nhà xe thực tế. Ở vô đây thì đầu tiên các bạn lên trên cao, các bạn đánh lái lên cho cái đuôi xe mình vô đây lên nữa, cái từ từ lên, đúng rồi. Nhớ phải ngó bên đây luôn nha em ha, nở đi em, có thể mình chùm cái bánh xe sao ha. Lên nữa, lên nữa, ngó bên trái nữa. Rồi vô, vô hết lái vô, rồi đuôi xuống, các bạn để ý cái khúc này nha, trả lại lại. Rồi lui tiếp, rồi hết lái vô, xe chị đó đậu sao ve, từ từ em, từ từ. Rồi ơi ai kiến xuống không, không không không, cái chị kia đậu đó dướng cái đầu. Chị em đậu kế bên hông mà sao ve. Rồi ok, ok chú nha. Rồi bên trái hẹp không, ngó bên trái. Rồi đánh hết lái qua bên trái luôn, tiến lên em các bạn nha, hẹp bên trái nè, là hẹp bên đó rồi tiến lên nha, tại vì hơi đông như các bạn ha. Đó rồi hết, hết lái ngược lại lui. Rồi vô thấy không, trời giờ song song là thẳng kìa, đúng rồi, tốt. Rồi bây giờ muốn không sát lên trên không, lên trên đi thầy chỉ cho em, lên trên đi, lên nghiêng là lấy qua bên lại phải chút, rồi tiến lên rồi xong lấy qua bên trái lại hiểu không, rồi lấy lại qua bên trái, rồi tiến lên tiếp đó, tiến lên đó,
đó. Rồi giờ trả lại thẳng luôn. Rồi các bạn cho muốn đua xe vô phải không, lùi tiếp. Rồi lùi tiếp, cẩn thận nhớ nha. Nữa rồi giờ ok. Trời ơi, vô xe một cái xe là chẳng ai, đâu phải giỡn đâu các bạn. Bây giờ ở đây nó có sẽ có một cái chốt. Nó có cái gờ ha. Đây. Rồi, đậu vậy tạm ổn đi lên. Trời ơi, xe xấu quá, đậu xấu quá. Sao quẹt? Đâu có quẹt đâu, đâu quẹt gì đâu. Em tưởng là quẹt hả? À? Có. Các bạn thấy cái sung không? Rồi, cái sung nè.